Thưa quý vị và các bạn, chào mừng các bạn đến với bản tin Hoa Kỳ và Thế giới của đài chúng tôi ngày hôm nay. Xin chúc quý vị có được ngày mới an lành và một ngày làm việc nhiều niềm vui. Hôm nay để chúng tôi gửi tới quý vị nội dung sau. Ông Abe tiết lộ từng rủ ông Trump chống lại mối đe dọa quân sự từ Trung Quốc. Gần 90% người Mỹ có cùng suy nghĩ về cách ứng xử với Trung Quốc. Sau đây là chi tiết nội dung. Ông Abe tiết lộ từng rủ ông Trump chống lại mối đe dọa quân sự từ Trung Quốc. Mới đây, cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo đã nhận lời phỏng vấn độc quyền của tờ Nikkei. Ngày 17 tháng 11 năm 2016, chỉ ít hơn chục ngày sau khi ông Trump trúng cử Tổng thống, ông Abe đã đến Mỹ để hội đàm lần đầu với ông Trump tại nhà riêng. Trong buổi hội đàm, ông đã giải thích với ông Trump về mối đe dọa đối với hai nước đồng minh đến từ việc Trung Quốc thúc đẩy lực lượng quân sự của mình. Những biểu hiện sau đó của ông Trump đã chứng minh rằng nỗ lực thuyết phục của ông Abe Shinzo đã phát huy tác dụng. Ông Abe nhấn mạnh tầm quan trọng của tổ chức đồng minh Mỹ-Nhật Bốn năm trước, ông Abe đã gặp ông Trump tại tháp Trump ở New York, Mỹ, trở thành nguyên thủ quốc gia đầu tiên trên thế giới đến thăm tân Tổng thống Hoa Kỳ. Trong cuộc phỏng vấn, ông Trump đã hỏi ông Abe khi nào thì Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu tăng kinh phí quốc phòng, họ đã gia tăng với tốc độ như thế nào. Thủ tướng Abe trả lời, Trung Quốc đã mất gần 30 năm để tăng chi tiêu quốc phòng lên khoảng 40 lần. Trên thế giới không có bất kỳ quốc gia nào tăng chi tiêu quốc phòng với tốc độ chóng mặt như vậy. Sau khi nghe ông Abe trả lời, ông Trump đã tỏ ra rất ngạc nhiên. Ông Abe cũng lấy số lượng tàu ngầm cụ thể của Đảng Cộng sản Trung Quốc sở hữu làm ví dụ minh họa cho quan điểm của mình. Mục tiêu của các tàu ngầm này là hạm đội 7 của Hoa Kỳ đóng tại khu vực Tây Thái Bình Dương. Đây không chỉ là vấn đề của Nhật Bản mà còn là vấn đề của Mỹ. Ông bày tỏ hy vọng rằng Mỹ có thể duy trì sự hiện diện trong khu vực. Sau đó, Nhật Bản và Hoa Kỳ cùng nhau mở ra ý tưởng về một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và cởi mở. Ý tưởng này đã được Úc, Ấn Độ, Anh và Pháp ủng hộ. Ông Abe nói rằng ông Trump thường nói với ông rằng Triều Tiên là vấn đề trong ngắn hạn nhưng Trung Quốc mới là vấn đề trong dài hạn. Thủ tướng Abe khi đó đã nỗ lực tăng cường hợp tác an ninh với Mỹ, kiên quyết chống lại sự bành trướng của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong khu vực và tích cực mở rộng vai trò của Nhật Bản trong các vấn đề an ninh khu vực và quốc tế. Hạm đội 7 của Hoa Kỳ có mối quan hệ gì với Nhật Bản? Hạm đội 7 của Hoa Kỳ là một trong những hạm đội hoạt động tại khu vực biển xa của Hải quân Mỹ, có căn tứ tại Yokosuka, Nhật Bản với nhiều đơn vị đóng gần Hàn Quốc và Nhật Bản cùng một số nơi khác như Singapore và Philippines. Hạm đội 7 được đặt dưới quyền chỉ huy của Hạm đội Thái Bình Dương, trực thuộc Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương Thái Bình Dương của Hoa Kỳ. Nhiệm vụ chính của Hạm đội 7 bao gồm đe dọa các quốc gia kẻ thù, hợp tác với các đồng minh để bảo vệ các tuyến đường biển, hỗ trợ bảo vệ lãnh thổ các nước đồng minh của Mỹ và sử dụng vũ lực khi cần thiết, đồng thời đóng vai trò là hạm đội di động khi Hoa Kỳ tiến hành các hoạt động quân sự ở nước ngoài. Hoa Kỳ vẫn duy trì vị trí dẫn đầu trong các lĩnh vực quan trọng. Hồi tháng 8 năm ngoái, Trung tâm Nghiên cứu Hoa Kỳ Đại học Sydney Úc đã công bố một báo cáo khảo sát tiết lộ rằng kho vũ khí tên lửa bất thường của Bắc Kinh đe dọa các căn cứ quân sự quan trọng của Mỹ và các đồng minh. Báo cáo cho biết chỉ trong vòng vài giờ sau khi nổ ra xung đột, các thiết bị và căn cứ quân sự này sẽ bị phá hủy bởi các đòn tấn công cực kỳ chính xác. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã nghiên cứu năng lực và sức chiến đấu của Mỹ, đồng thời đưa ra các sách lược hữu hiệu nhằm làm suy yếu các nguồn sức mạnh quân sự truyền thống của Hoa Kỳ, đặc biệt là nhóm tác chiến tàu sân bay của Mỹ, lực lượng chiến đấu chủ chốt của quân đội Mỹ. Báo cáo cũng cho biết hệ thống chống can thiệp của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phá hủy khả năng điều động quân đội đến khu vực Ấn Độ Dương Thái Bình Dương và đặt ra thách thức đối với Mỹ trong việc cung cấp hỗ trợ quân sự cho các nước đồng minh. Báo cáo nói rằng Hoa Kỳ vẫn duy trì vị thế dẫn đầu trong các lĩnh vực quan trọng như thu thập thông tin tình báo, phòng thủ tên lửa đạn đạo và các máy bay chiến đấu thế hệ mới. Ngoài ra, Hoa Kỳ cũng có thể đoàn kết với các đồng minh của mình ở châu Á và châu Âu. Báo cáo, Đảng Cộng sản Trung Quốc có nhiều hành vi khiêu khích quân sự, tiêm mẩn nhiều đe dọa khác. Ngày 21 tháng 5 năm nay, Hoa Kỳ đã công bố một báo cáo dài 20 trang về các chiến lược của Mỹ đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc báo cáo phê bình toàn diện các chính sách kinh tế và chính trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc, bằng chứng quân sự và các hoạt động truyền bá thông tin sai lệch. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã vi phạm những cam kết của mình, mở rộng quân sự trên quy mô lớn và thực hiện các hành động uy hiếp như khiêu khích quân sự, cưỡng chế quân sự cùng các thủ đoạn quân sự khác. Cùng ngày, báo cáo dài 20 trang được công bố, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã chỉ ra Đảng Cộng sản Trung Quốc là một chính quyền tàn bạo, Ông cho biết Trung Quốc đã bị cai trị bởi một chính quyền cộng sản tàn bạo kể từ năm 1949. Hoa Kỳ đã từng hy vọng thay đổi chế độ này thông qua thương mại và giao thiệp, nhưng hy vọng này không trở thành hiện thực. Mà ngược lại, dịch bệnh lần này đã đẩy nhanh nhận thức ngày càng rõ nét của Mỹ trước một đảng cộng sản Trung Quốc hung hăng. Chúng tôi đã đánh giá quá thấp sự thù địch của Bắc Kinh trên hình thái ý thức và chính trị đối với xã hội tự do. Cả thế giới đều đang thấy rõ sự thật này, báo cáo có đoạn. Sách trắng quốc phòng của Nhật Đảng Cộng sản Trung Quốc không che giấu tham vọng bành trướng quân sự của mình. Ngày 19 tháng 5, Bộ Ngoại giao Nhật Bản đã công bố sách xanh ngoại giao năm 2020, đề cập đến việc Trung Quốc sẽ tiếp tục gia tăng chi tiêu quốc phòng. Rằng Trung Quốc đã nhanh chóng tăng cường thực lực quân sự một cách bí mật. Ngày 20 tháng 5, bản dự thảo sách trắng quốc phòng của Nhật Bản được công bố, cho biết Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tích cực hình thành một trật tự quốc tế có lợi cho bản thân và không hề che giấu tham vọng mở rộng ảnh hưởng của mình trong đại dịch Nhật Bản sẽ coi đây là vấn đề mang tính chất an ninh quốc gia. Bản dự thảo cũng đề cập rằng mặc dù dịch bệnh đã tác động đến các cuộc diễn tập liên hợp Nhật-Mỹ, nhưng các quan chức cấp cao của quân đội Mỹ tuyên bố rằng khả năng phản ứng nhanh và điều động quân đội của Mỹ không bị ảnh hưởng. Abe Shinzo trở thành thủ tướng tại vị lâu nhất trong lịch sử. Ngày 20 tháng 11 năm 2019, ông Abe Shinzo đánh dấu ngày làm việc từ 2887 trên cương vị thủ tướng theo đó chính thức trở thành vị Thủ tướng Nhật Bản tại nhiệm lâu nhất trong lịch sử. Với cột mốc này, ông Abe 65 tuổi đã vượt qua kỷ lục do ông Taro Katsusara thiết lập hơn một thế kỷ trước. Ông Taro từng có 3 nhiệm kỳ giữ cương vị Thủ tướng Nhật Bản trong giai đoạn 1901-1913. Thủ tướng Abe cũng đồng thời là nhà lãnh đạo tại nhiệm lâu thứ hai trong số các nhà lãnh đạo của nhóm các nền kinh tế phát triển G7, chỉ sau Thủ tướng Đức Angela Merkel, người nhậm chức từ năm 2005. Ngày 28 tháng 8, do chứng viêm loét đại tràng tái phát, ông Abe tuyên bố rằng ông sẽ từ chức. Ngày 16 tháng 9, ông Abe chính thức từ chức thủ tướng và ông Suga Yoshihide được kế nhiệm làm tân chủ tịch Đảng Dân Chủ Tự Do, đảng nắm quyền trong chính phủ, từ đó trở thành tân thủ tướng của Nhật Bản. Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đã gửi lời khen ngợi ông Abe Shinzo là nhà lãnh đạo xuất sắc nhất trong lịch sử Nhật Bản cho đến nay. Gần 90% người Mỹ có cùng suy nghĩ về cách ứng xử với Trung Quốc. Dù cử tri hai đảng dân chủ và cộng hòa của Hoa Kỳ có sự khác biệt lớn trong nhiều vấn đề, nhưng riêng với cách ứng xử của chính phủ với Trung Quốc, họ đều có chung một nhận thức. Các cuộc thăm dò mới nhất tại Hoa Kỳ cho thấy, mặc dù cử tri trong các đảng dân chủ và cộng hòa có cái nhìn khác nhau về việc liệu Đảng Cộng sản Trung Quốc có phải là mối đe dọa lớn nhất đối với Hoa Kỳ hay không, nhưng gần 90% cử tri Hoa Kỳ đồng tình về chính sách đối với Trung Quốc. Họ đều có một nhận thức chung rằng các quan chức Đảng Cộng sản Trung Quốc vi phạm nhân quyền phải bị trừng phạt. Cuộc thăm dò mới nhất do Hội đồng các vấn đề toàn cầu Chicago công bố cho thấy có sự khác biệt rõ ràng về quan điểm giữa hai đảng ở Hoa Kỳ về chính sách đối ngoại và mối đe dọa chính của đất nước. Nhưng khi nói đến chính sách đối với Trung Quốc thì các cử tri Mỹ đều có một trình độ nhận thức chung. Cuộc thăm dò này đã thực hiện một cuộc khảo sát mẫu đối với 2.111 cử tri Hoa Kỳ vào tháng 7 năm 2020 và phạm vi sai số là cộng hoặc trừ 2,3%. Cuộc khảo sát cho thấy cử tri Hoa Kỳ của cả hai đảng đều có một nhận thức chung hiếm thấy về một số chính sách đối với Trung Quốc. Xếp hạng thứ nhất là các biện pháp trừng phạt đối với các quan chức Đảng Cộng sản Trung Quốc vi phạm nhân quyền, với 87% cử tri Đảng Cộng hòa và dân chủ ủng hộ và 85% cử tri độc lập ủng hộ, tỷ lệ ủng hộ trung bình là 86%. Xếp thứ hai là Hoa Kỳ nên đàm phán với Trung Quốc để đạt được thỏa thuận kiểm soát vũ khí, tổng số ủng hộ là 75%. Đứng thứ ba là cấm các công ty Mỹ bán các sản phẩm công nghệ cao nhạy cảm cho Trung Quốc với tỷ lệ ủng hộ là 74%. Thứ tư là hợp tác với Trung Quốc về vấn đề biến đổi khí hậu, đạt 72% cử tri ủng hộ. Vị trí thứ năm là cấm các công ty công nghệ Trung Quốc thiết lập mạng lưới truyền thông tại Hoa Kỳ với 69% ủng hộ. Tuy nhiên, cử tri của hai đảng có sự khác biệt về chính sách thuế quan và trao đổi học thuật. 70% đảng viên Đảng Cộng Hòa ủng hộ việc tăng thuế đối với hàng hóa nhập khẩu của Trung Quốc, trong khi chỉ 39% đảng viên Đảng Dân Chủ ủng hộ. 65% đảng viên Đảng Cộng Hòa ủng hộ việc hạn chế số lượng sinh viên Trung Quốc đến Mỹ, trong khi chỉ có 32% đảng viên Đảng Dân Chủ ủng hộ điều này. Khi được hỏi mối đe dọa nghiêm trọng nhất đối với Hoa Kỳ là gì, Đảng Cộng Hòa tin rằng những mối đe dọa lớn nhất đối với Hoa Kỳ theo thứ tự là Trung Quốc trở thành cường quyền thế giới, chủ nghĩa khủng bố quốc tế, dân nhập cư và dân tị nạn. Chủ nghĩa khủng bố ở biên giới, vũ khí hạt nhân Iran, phát triển kinh tế quốc tế đình trệ và vũ khí hạt nhân của Triều Tiên. Những người thuộc Đảng Dân Chủ đưa ra danh sách 7 mối đe dọa đối với Hoa Kỳ. Đầu tiên và nguy hiểm nhất đó là đại dịch viêm phổi Vũ Hán COVID-19, sau đó là biến đổi khí hậu, binh đẳng chủng tộc, sự can thiệp của nước ngoài vào cuộc bầu cử, sự phát triển kinh tế không đồng đều ở Hoa Kỳ, kinh tế quốc tế phát triển đình trệ và sự đối lập chính trị ở Hoa Kỳ. Người Mỹ gốc Hoa gửi thư ngỏ ủng hộ Tổng thống Trump. Người Hoa Kiều, những người luôn được coi là ít quan tâm nhất về chính trị cũng đã tăng cường thể hiện lập trường của bản thân. Vào ngày 23 tháng 9, Liên minh Hoa Kiều Conservative Bắc Mỹ đã ban hành một bức thư ngỏ công khai bày tỏ sự ủng hộ đối với chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Trump và ủng hộ lệnh cấm của chính quyền Trump đối với WeChat. Bức thư ngỏ đề cập, chúng ta liệu có thể im lặng chứng kiến các lực lượng cực tả đô Hoa Kỳ lên thứ chủ nghĩa xã hội mà chúng ta đã từ bỏ từ lâu hay không? Ông Trump đang chiến đấu cho Hoa Kỳ, chiến đấu cho tự do và cho tất cả những ai muốn an cư lạc nghiệp, chiến đấu về những người làm giàu bằng chăm chỉ lao động. Từ conservative thường được dịch là bảo thủ trong tiếng Việt và có thể gây hiểu nhầm nghĩa, trong khi từ này có hàm nghĩa là bảo vệ, duy trì các giá trị truyền thống như tín ngưỡng, phản đối quan hệ đồng tính, phản đối phá thai, vân vân. Tại Mỹ, những người conservative thường là các đảng viên Cộng hòa và những người ủng hộ đảng Cộng hòa. Đối lập với trường phái này là liberal, thường được dịch là tự do với những quan điểm phản truyền thống như ủng hộ hôn nhân đồng tính, ủng hộ phá thai. The Sound of Hope đưa tin rằng phần mở đầu của bức thư ngỏ của Liên minh Hoa Kiều bảo thủ Bắc Mỹ cho biết cuộc bầu cử Tổng thống năm 2020 đang đến gần. Và cuộc bầu cử này có những cuộc đối đầu và tranh luận chính trị gai gắt và chưa từng có ở Hoa Kỳ. Các giá trị và lối sống truyền thống của Mỹ đang phải đối mặt với những thách thức và đối đầu chưa từng có. Các lực lượng khiêu chiến với các giá trị truyền thống đến từ sự thù hận và phá hoại nền văn minh hiện đại, dùng bạo lực đường phố và tuyên truyền dư luận để tuyên dương và cổ vũ có hệ thống cho chủ nghĩa xã hội. Sự lựa chọn cho tương lai của Hoa Kỳ sẽ ảnh hưởng sâu sắc đến phương hướng phát triển của cả nhân loại. Bức thư ngỏ này liệt kê các dự luật phản văn minh và phản pháp trị do cánh tả Mỹ đưa ra. Ví dụ, giáo dục giới tính bắt đầu ở trường cấp 2 là hình thức tuyên truyền không lành mạnh về tình dục. Bồi thường cho các nạn dân của chế độ nô lệ đã bị xóa bỏ cách đây 155 năm, nhưng không bao giờ nghĩ đến việc đền bù cho những người Hoa ban đầu thực sự bị ngược đãi ở California. Bức thư cũng đề cập triết lý cơ bản. Trở lại với lẽ thường của Tổng thống Trump, là làm giàu nhờ chăm chỉ làm việc. Trong khi đó, các chính trị gia cực tả không bảo vệ người nhập cư hợp pháp và người nộp thuế. Họ bảo vệ người nhập cư bất hợp pháp, người nghiện ma túy và tội phạm. Trong những vụ bạo lực đường phố gần đây ở nhiều vùng khác nhau của Hoa Kỳ và ở một số thành phố của Canada, Đảng dân chủ đã dùng túng cho bạo lực và phá hoại nghiêm trọng nền pháp quyền ở Hoa Kỳ. Bức thư nêu rõ rằng chúng tôi kiên quyết phản đối việc bảo vệ một nhóm nhân danh dân tộc và làm tổn hại đến quyền lợi của các dân tộc khác, cho phép một dân tộc lấn át những dân tộc khác và tạo ra các đặc quyền dưới danh nghĩa bảo vệ một dân tộc. Bức thư cũng đề cập cụ thể đến vụ kiện Wechat gần đây của cái gọi là American WeChat Language gồm một số luật sư hoa kiều đệ đơn kiến nghị định của chính phủ hoa kỳ về việc hạn chế sử dụng wechat các luật sư này đã chống lại lợi ích quốc gia của hoa kỳ vào những thời điểm quan trọng phớt lờ thực tế rằng wechat ngang nhiên hạn chế quyền tự do ngôn luận trên quy mô toàn cầu và chứa chấp một lượng lớn các bài báo wechat nhằm gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử hoa kỳ nhưng lại dám ngang nhiên tuyên bố đại diện cho chính nghĩa của người hoa bức thư viết, họ không thể đại diện cho đại đa số người Mỹ gốc Hoa. Ở đây chúng tôi tuyên bố với lập trường rõ ràng rằng chúng tôi ủng hộ sắc lệnh của chính phủ Mỹ về việc hạn chế sử dụng WeChat và TikTok. Cuối bức thư có đề cập rằng bản chất người Trung Hoa vốn dĩ là người theo chủ nghĩa bảo thủ, đây chính là lý do lớn nhất khiến phần lớn người Hoa ủng hộ Tổng thống Trump tái đắc cử trong năm nay. Bức thư có đoạn những gì chúng tôi làm là trân quý và ủng hộ các nhà lãnh đạo của đất nước, trân trọng giá trị quan về cần lao trí phú, làm giàu bằng chăm chỉ lao động của nhà lãnh đạo và chính đảng của ông. Mỗi người Hoa chúng ta có thể sống và làm việc trong hòa bình và mãn nguyện ngày hôm nay. Và thế hệ sau của chúng ta có thể học tập và làm việc thoải mái mà không phải lo lắng về bất kỳ hình thức bắt bớ nào. Đó là bởi vì chúng tôi đã đưa ra lựa chọn lớn nhất cho bạn và tôi trong cuộc đời này là ở lại hoặc nhập cư vào Hoa Kỳ chúng ta sẽ im lặng chứng kiến các lực lượng cực tả đưa nước Mỹ lên chủ nghĩa xã hội mà chúng ta đã từ bỏ từ lâu. Tổng thống Trump đang chiến đấu cho nước Mỹ, đấu tranh cho tự do, đấu tranh cho tất cả những ai muốn sống và làm việc trong hòa bình, làm giàu bằng chăm chỉ lao động. Lời câu gọi cuối cùng của bức thư là mọi người hãy bỏ phiếu cho Tổng thống Trump vì đây là lựa chọn quyết định sự tồn vong của nước Mỹ trong thế kỷ tới. Bản tin vừa rồi cũng kết thúc phần bình luận của đài chúng tôi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.